Vụ siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn hôm 31 tháng 10 được tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội những ngày qua. Người ta đặt câu hỏi cô gái ngồi trên xe là ai? Có thông tin cho rằng cô gái là người điều khiển siêu xe đang ngồi vị trí ghế lái, nhưng cơ quan công an bác bỏ thông tin này. Cô gái ngồi trên siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn là ai? Cô gái xuất hiện ngồi ở ghế lái làm cộng đồng mạng chú ý, quan sát kỹ vào khuôn mặt và dáng nhiều người nhận ra cô gái là hát Ngọc Anh. Về hát Ngọc Anh, cô đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Audition năm 2006, người từng nổi tiếng đình đám một thời về sức đẹp. Dù có khuôn mặt khá giống Ngọc Anh, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn cô gái có mặt trên chiếc Ferrari có phải Miss Ngọc Anh hay không. Thông tin cần phải chờ xác nhận từ phía cơ quan chức năng. Siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn chết người trên phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10, xe Ferrari 488 màu đỏ lưu thông trên đường Lê Quang Đạo. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ô tô này xảy ra va chạm với xe máy. Siêu xe gây tai nạn là chiếc Ferrari 488 Pista Spider thứ 3 vừa về Việt Nam hồi tháng 5 năm 2022. Biển số kiểm soát đăng ký của một đại sứ quán tại Việt Nam,